Phép màu đã xảy ra, nữ bác sĩ gặp nạn tại quán The Coffee House tươi tắn ngày đi làm trở lại làm việc tại bệnh viện ca. Sáng 30 tháng 9, sau hơn 5 tháng bị tai nạn kinh hoàng tại quán cà phê ở Thái Hà, Hà Nội, bác sĩ Hoàng Minh Lý đã quay trở lại làm việc tại bệnh viện ca Hà Nội trước sự chào đón nồng nhiệt của các y bác sĩ đồng nghiệp. Giáo sư tiến sĩ Lê Văn Quảng, giám đốc bệnh viện ca cho biết, qua những lần động viên thăm hỏi trước đó, bác sĩ Lý chia sẻ mong muốn được tiếp tục làm việc tại khoa xạ tổng hợp Tân Triều. Bác sĩ Lý có nguyện vọng được tiếp tục công việc tư vấn, khám trực tiếp cho bệnh nhân. Bệnh viện sẽ tạo điều kiện tối đa để bác sĩ có thể thuận tiện hơn trong khi làm việc tại khoa. Phương tiện di chuyển, xe lăn điện, vị trí ngồi làm việc đều đã được khoa bố trí từ trước. Hiện nay, bác sĩ Lý tham gia khám bệnh tại khoa xạ tổng hợp Tân Triều. Sau đó, bệnh viện sẽ dựa trên tình hình thực tế để phân công công việc phù hợp, có thể tiếp tục khám chữa bệnh tại khoa hoặc tham gia công tác như nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến. Bác sĩ Lý chia sẻ, trong thời gian qua, sự động viên của ban lãnh đạo bệnh viện, đồng nghiệp là động lực để cô vượt qua, hồi phục sức khỏe tốt hơn và hôm nay có thể ở đây cùng làm việc.